Cô nói nhiều đúng không? Xích lên xuống đây. Thu nó chịu gì đoan qua là qua Ấn Độ luôn á. Đúng đã luôn á. Không, ý là nếu như vậy loan qua là qua Ấn Độ luôn á. Qua từ từ á, qua từ từ á. Mày chê. Chị thấy phim Ấn Độ đóng à, một cái cảnh thôi đánh đóng cũng mười mấy giây. Thấy không? Đó là cái Ấn Độ. Mày chê. Chị like bên nó tính kêu làm xong xin cô nó làm xong tới 7 giờ nhưng mà cô nó là mụn dứt khoát lắm, lỗ chân lông mô cũng bị mụn là không còn xin luôn á, lỗ chân lông mô mụn to hết trơn á, trừ dưới quay rồi đó. Chị thấy mặt nó chỉ đi không đành đó. Ông đau quá rồi đó chị ta. Ông nhiều quá kìa. Hai cái mà nãy đang lại cũng cồn á. Ừ. Cồn chứ em đứng em đi á. Cô bé nó còn giỏi hơn. Mưa
Câu đi mụn lì hơn. Phúc ơi, hình như người của chị like rửa, hình như không có ai làm á Phúc. Chị like hả? Đào điên không ống rồi. Ngày nay được cái là mụn mua mụn nấy rõ ràng á chị đang kìa, là thấy không bị ngán, không bị ớn. Còn một đống mì. Trừ hẹn lại hắn cho răng trừ. Chắc hai cái trên. Vương qua cũng đỉnh ghê. Đứng im đó chị ta.